Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Dịch Làm Data. Trong video hôm nay mình sẽ nói về cách mà mình tự học Data Modeling nha. Đầu tiên thì chắc chắn là các bạn phải coi qua cái khóa về Data Modeling của mình ở trên YouTube hoàn toàn miễn phí nha. Trong cái khóa này thì mình sẽ đi qua từng cái khái niệm và mình sẽ đi từ cái yêu cầu để mà các bạn hiểu là tại sao mình phải cần có những cái khó chính, khó ngoại hay là quan hệ mũ N. Và nếu mà bạn nào chưa xem thì chắc chắn phải xem nha. Nếu bạn là Data Analyst hoặc là ở bộ phận vận hành, Sales, Marketing xem qua cái series Data Modeling của mình và muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ học từ thực tế luôn. Tại vì học thực tế là cái cách mà học tốt nhất để mà mình hiểu những cái kiến thức mới. Thì có hai hướng ha. Hướng thứ nhất đó là các bạn xem những cái file Excel mà các bạn đang có, tại vì trong đó cũng sẽ có những cái data modeling mà mọi người đã tạo ra, và các bạn xem thử là cái data model ở trong đó nó ưu điểm như thế nào, nó nhược điểm như thế nào, và các bạn mình có thể cải tiến nó hay không. Một cái hướng thứ hai đó là các bạn có thể chủ động tự tạo những cái file Excel mới, những cái data modeling mới để mà các bạn ứng dụng vào những cái công việc hiện mà các bạn đang có. Thì các bạn sẽ là cái người tạo ra nhập liệu vào đó và chủ động sửa, xóa, thay đổi gì đó cái data model để mà nó tốt hơn, thì các bạn sẽ hiểu rất là sâu những cái kiến thức về data model. Và mình cũng có làm một số cái video về ứng dụng data model vào thực tế. Mình sẽ để link ở dưới cái phần mô tả nha. Nếu các bạn là data engineer, database admin hoặc là business analyst và cần hiểu tường tận về data modeling, thì việc đầu tiên các bạn có thể tham khảo đó là tham khảo cái data model của chính hệ thống mà các bạn đang làm việc. Người ta sẽ thường hay gọi nó là database diagram. Thì các bạn có thể tham khảo thử cái data model của hệ thống của cái hệ thống ERP, hệ thống vận hành luôn, hoặc là tham khảo thử cái data model của data warehouse cũng được. Thường thì cái data model của hệ thống nó sẽ rất là phức tạp và nó có rất là nhiều bản. Nhưng mà nếu mà các bạn chịu khó thì cũng có thể hiểu được những một số cái phần nào đó. Tuy nhiên khi mà các bạn tham khảo xem những cái data model đã có sẵn như vậy á, thì các bạn chỉ có thể hiểu được cái kết quả thôi, chứ không thể nào mà biết được là cái quá trình người ta thiết kế ra như thế nào hoặc là tại sao lại có cái này cái kia. Cho nên mình sẽ chỉ cho các bạn một cách tiếp theo, đó là đọc sách. Và cái quyển đầu tiên mà mình sẽ gửi cho mọi người đó là quyển The Data Model Resource Book. Thực ra cái này là một bộ lận, nó gồm 3 quyển. Và ngày xưa là mình chỉ mới đọc được có một nửa của cái quyển 1 thôi, nhưng mà nó đã mở mang đầu của mình rất là nhiều. Trong cái quyển này á, thì nó sẽ đi qua những cái yêu cầu thực tế và nhiều cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề và ưu nhược điểm của từng cái. Các bạn lưu ý á, là trong Data Modeling á, nó sẽ không có đúng hay là sai, mà chỉ là có cái nào phù hợp hơn và mình sẽ phải đánh đổi những cái gì. Và những cái yêu cầu ở trong sách nó đưa ra sẽ càng ngày càng phức tạp, để mà các bạn phải tư duy rất là nhiều luôn. Và quyển này sẽ phù hợp cho những bạn làm Data Engineer hoặc là Database Admin. Quyển thứ hai mà mình giới thiệu cho các bạn đó là quyển The Data Warehouse Toolkit của Kimball. Thì trong cái quyển này nó sẽ trình bày một cái phương pháp gọi là Dimensional Modeling, và được thiết kế để dùng riêng cho Data Warehouse. Cho nên là sẽ phù hợp cho những bạn nào mà đang làm Data Warehouse. Và đối với cá nhân mình á, thì cho tới hiện tại mình vẫn chưa đọc hết đâu, tại vì có một số phần là mình chưa có cần dùng tới. Tuy nhiên là mình đã thấy nó rất là hiệu quả rồi và mình rất hài lòng về cái quyển này. Cho nên nếu bạn nào là Data Analyst hoặc là Data Engineer mà đang làm cái Data Warehouse thì nên đọc quyển này để mà tối ưu nhất cái Data Warehouse của công ty mình nha. Nhân tiện thì mình quảng cáo là mình cũng có một cái khóa học về Data Warehouse, cũng đem áp dụng cái phương pháp này vào một cái project thực tế. Nếu mà các bạn muốn thì có thể tham khảo thử, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nha. Ok, và đó là những cái cách mà mình đã trải qua để mà tự thực hành về Data Modeling. Nếu mà các bạn còn cách khác thì comment để mọi người cùng tham khảo nha. Và nếu mà các bạn thấy video này hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh của mình nha. Ok, tạm biệt mọi người.